Chị em mâm mấy con này. Chúc cho em một thìa đi con. Em ơi dính thìa à con. Chúc cho em ăn một miếng nào. Ăn hết để bố mua cho. Ui xúc khoảng một thìa chứ con ăn một thìa thế nào, một thìa bé bé này, đúng rồi bé 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 cho cả kem đâu. Cho em cả kem đi, cho em cả kem đi nào. Con này con xúc cho em, con to xúc cho em thì dã man vậy. Ngon không? Rồi đúng rồi, cho ăn. Cô lắm em ơi. Cô lắm, cô lắm. Em ăn. Ủa, có để cho em nó nói nhiều thế anh. Có, 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 có. Yeah. Vĩ Tú đây cho ăn kìa con kìa. Mâm kìa. Vĩ Tú xem mặt nào. Ngon đấy. Xem mặt nào Vĩ Tú đây. Vĩ Tú đây quay đây nào. Chu. Chu. Chào anh Mâm. Anh ơi em nhớ Mâm. Ừ anh em nhớ Mâm. Kìa chào anh ơi. Xem đi khổ thân em. Đút vào mũi đó rồi. Hoàn toàn là di phải gồm hết cả tay cả chân. Vừa phải bám vào cái chân là cái chân sắt. Tay thì phải ôm cái lô chân kia để bám để thay. Còn em Mâm mấy con. Lại dính dính thế, xúc cả thìa nào. Em ấy nó cứ dính dính à. Mẹ cho hai đứa mỗi đứa một thìa đi. Nó cho em nó dính dính thìa này. Nó cứ xúc kiểu đó thìa có tội trong mà xúc cho em nó dính dính thìa. Đấy. Con cho em dính dính thì à. Nó đút cho em hết vào mũi mặt trông gớm mới được. Em đọc đi nhanh lên để em sẽ không nói quấy nữa.
Rồi, dạy ra điện cho bố nào. Ta điện đi cho bố nào.